Xin chào, tên tôi là Đoàn Hiển. Tôi đến từ Việt Nam năm 2007. Hiện tại, tôi đang làm việc cho Ủy ban Bầu cử Victoria với tư cách là sứ giả dân chủ. Hôm nay, tôi xin hướng dẫn cộng đồng của chúng ta biết cách ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tại Victoria. Trong tháng 10 năm nay, chúng ta sẽ có các cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương. Nếu quý vị có ghi danh bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được một bộ lá phiếu. Bộ lá phiếu này sẽ được gửi qua đường bưu điện để quý vị có thể bầu cử được tại nhà. Ai có thể ghi danh để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương? Tất cả các công dân Úc từ 18 tuổi trở lên. Nếu quý vị chưa ghi danh, xin hãy ghi danh. Nếu quý vị dọn đến nơi ở mới hoặc đổi tên của mình, xin quý vị hãy cập nhật thông tin cá nhân của mình. Quý vị phải ghi danh và cập nhật thông tin cá nhân của mình với Ủy ban Bầu cử Victoria trước 4 giờ chiều thứ 6 ngày 28 tháng 8. Nếu quý vị không phải là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, nhưng quý vị đang sống và đang đóng thuế nhà đất cho hội đồng thành phố địa phương, quý vị vẫn có thể ghi danh để bỏ phiếu. Đây là điều lệ đặc biệt. Hội đồng thành phố Melbourne cũng có một điều lệ đặc biệt. Người không phải là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, nhưng đang sinh sống trong địa phận thành phố này, vẫn có thể ghi danh để bỏ phiếu, mặc dù họ không đóng thuế nhà đất. Xin hãy liên lạc với hội đồng thành phố Melbourne để biết thêm chi tiết về việc bỏ phiếu trong thành phố này. Nếu quý vị không phải là công dân Úc và muốn bỏ phiếu, xin quý vị hãy liên hệ trực tiếp với hội đồng thành phố địa phương để ghi danh trước 4 giờ chiều thứ 6 ngày 28 tháng 8. Chúng tôi có mẫu đơn ghi danh bằng tiếng Việt. Xin quý vị hãy truy cập vào trang mạng của Ủy ban Bầu cử Victoria. Còn nếu quý vị muốn được hỗ trợ thêm về ghi danh, quý vị có thể gọi số 9209 0111.